Đừng đợi đến khi xẹp lớp. Kiểm tra áp suất lớp xe hàng tháng và bơm thêm hơi sớm nhất nếu cần sẽ giúp cho bạn được an toàn, tiết kiệm tiền bạc và kéo dài tuổi thọ lớp xe. Nó còn có thể giúp cứu mạng loài cá hồi Kuhu. Kiểm tra áp suất lớp xe đơn giản và dễ dàng bằng đồng hồ đo áp suất lớp của riêng bạn hoặc tại trạm bơm lớp xe. Trước tiên, bạn cần biết mức áp suất phù hợp với lớp của bạn, tìm nhãn dán bên trong cửa tài xế hoặc kiểm tra hướng dẫn sử dụng xe của bạn để xác định con số lý tưởng. Số trên lớp xe không phải là áp suất lý tưởng, đó là mức tối đa. Bạn cần một chiếc đồng hồ đo áp suất lớp xe. Bạn có thể mua tại cửa hàng phụ tùng ô tô hoặc trực tuyến, hoặc mượn từ bạn bè hoặc gia đình. Bạn cũng có thể kiểm tra áp suất lớp và bơm lớp bằng máy nén khí tại các trạm xăng và nhà bán lẻ lớp xe, hoặc mua một chiếc máy nén khí di động để dùng ở nhà. Điều này do bạn quyết định. Tốt nhất là nên kiểm tra khi lớp xe lạnh, như vào buổi sáng hoặc trước khi lái xe một quãng đường dài để có được kết quả chính xác hơn. Hãy nghĩ đến những điều phù hợp với lịch trình của bạn và đặt lời nhắc hàng tháng để kiểm tra lớp xe của bạn. Mẹo về hệ thống theo dõi áp suất lớp xe của xe hơi. Hầu hết hệ thống cảnh báo chỉ kích hoạt khi có vấn đề nghiêm trọng. Thường thì chỉ khi lớp có áp suất non ở mức nguy hiểm. Đừng chờ cảnh báo, hãy kiểm tra lớp hàng tháng. Để kiểm tra áp suất lớp bằng đồng hồ đo, hãy tháo nắp van trên lớp, nhấn đồng hồ đo vào thân van và bạn sẽ nghe thấy tiếng không khí xì. Sau một giây, đồng hồ đo sẽ hiển thị áp suất lớp. So sánh số áp suất lớp từ đồng hồ đo với áp suất khuyến nghị. Nhớ kiểm tra cả 4 lớp. Thường thì không thể nói lớp non chỉ bằng cách nhìn vào lớp. Nếu cần bơm căng lớp xe, hãy đến trạm xăng hoặc nhà bán lẻ lốp xe. Hầu hết thì họ đều có máy khi nén. Đổ xe đủ gần để bơm tiếp cận được tất cả các lớp xe và đọc hướng dẫn trên máy. Tháo nắp van và để ở nơi an toàn. Gắn vòi bơm vào van lớp xe, bạn sẽ nghe thấy tiếng không khí lưu thông khi nhấn cò. Bơm mỗi lần một chút và tiếp tục kiểm tra cho đến khi đạt đến áp suất được khuyến nghị. Bơm thêm nếu áp suất lớp còn non. Nếu lớp quá căng, bạn nên xả bớt hơi khi mỗi lớp đã đạt đến mức khuyến nghị. Hãy tháo vòi và đừng quên vặn nắp van trở lại. Kiểm tra áp suất lớp xe hàng tháng và bơm thêm hơi sớm nhất có thể nếu cần sẽ giúp bạn được an toàn, tiết kiệm xăng nhiều hơn và kéo dài tuổi thọ lớp xe. Và việc bơm lớp đúng cách giúp bảo vệ loài cá hồi bằng cách giảm khối lượng bụi lớp xe độc hại đi rửa trôi vào đường thủy. Vậy bạn còn chờ đợi điều gì nữa? Truy cập trawaytoeatblack.org để tìm hiểu thêm.